Xin chào quý vị các bạn, thật vui khi hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một mẫu xe, một mẫu SUV 5+2 đang rất nổi trên thị trường. Và mẫu xe này đang được bán với mức giá là 668 triệu. Nhưng để sở hữu được, các bạn sẽ phải bỏ thêm một khoản chi phí không hề nhỏ mà chúng tôi hay gọi đùa với nhau, đó chính là mua bia kèm lạc. Và lạc của mẫu xe này thì cũng hơi đắt các bạn ạ. Tôi có một cái dẫn chứng ngay bây giờ cụ thể. Đó chính là ở trên Facebook, trên các mạng xã hội thì tôi có thu thập được một thông tin là một ảnh của một bác đi ra mua xe tại một showroom, một chi nhánh của Toyota. Đây, bác có chụp cái bộ phụ kiện lên. Phụ kiện trang bị thêm cho Toyota Rush bao gồm 9 hạng mục và có mức giá là 118 triệu các bạn ạ. Vâng, đúng là một cái mức giá dành cho một rổ lạc không hề rẻ một chút nào. Đấy là nói đùa vậy thôi, vui vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chiếc xe này. Toyota Rush thì là một mẫu xe được mệnh danh là tiểu Fortuner. Các bạn có thể thấy phần đầu xe và cả phần thân xe đều có những cái nét khá tương đồng với cả đàn anh Toyota Fortuner. Phần đầu xe thì được điểm nhấn là cụm đèn pha full LED với giải đèn LED định vị ban ngày. Lưới tản nhiệt mở rộng sang hai bên. Và các cái lưới tản nhiệt được sở hữu những cái thanh ngang màu đen, trông khá là khỏe khoắn và cá tính. Phần dưới thì cũng có đèn sương mù halogen. Phần cản dưới thì cũng được trang trí thêm bởi một cái ốp màu ghi xám, giúp cho cái phần đầu xe nhìn khỏe mạnh và có phần cá tính hơn một chút. Toyota Rush thì là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu Mitsubishi Xpander, cũng là một mẫu xe khá hot trong cái thời gian vừa qua. Còn tiếp theo chúng ta tiến tiếp xuống cái phần đuôi xe. Phần đuôi xe của Toyota Rush thì cũng được sở hữu cụm đèn hậu LED, nhưng mà đèn lùi và đèn xi nhan thì vẫn là bóng halogen thôi ạ. Và như các bạn có thể thấy thì ở phần đuôi xe cũng có được trang bị cánh gió ở đây, ở trên cao, và cụm đèn phanh. Phần ốp ở chữ C này thì đang được làm bằng nhựa hơi có một chút sần. Nhưng mà theo như những cái gì mà tôi tìm hiểu được thì đối với những mẫu xe khi mà trang bị ở trụ C, đặc biệt là cuối phần trụ C này, thì nếu như mà trang bị ở đây là một cái tấm nhựa có chút sần thì thường khi mà chúng ta di chuyển ở trên những cái cung đường, đường trường với những cái vận tốc cao một chút thì cái phần này là cái phần sẽ gây ra cái tiếng ồn khá nhiều cho cái người ngồi hàng ghế thứ ba. Ở cản dưới của Toyota Rush thì cũng được trang bị hai cảm biến thôi, hai cảm biến và camera lùi. Và đối với Toyota Rush thì khi mà các bạn cầm chìa khóa trên người đi ra khỏi xe, cách xe chừng khoảng từ 3 tới 5 mét là chiếc xe đã tự động khóa lại rồi. Nhưng mà gương, mặc dù gương được gập chỉnh điện nhưng mà lại không được trang bị cái tính năng khi mà khóa thì sẽ gập gương vào. Đấy cũng là một cái điểm mà tôi không thích ở trên những cái mẫu xe Nhật. Và khi bước vào cái không gian nội thất, cái ghế lái này của chiếc Toyota Rush thì trước mắt chúng ta sẽ là một cái bảng táp lô với cái bố cục dạng chữ T. Và nếu như đem so sánh với cả đối thủ trực tiếp là chiếc Mitsubishi Xpander thì tất cả những cái trang bị cũng như là cái phần thiết kế ở trên chiếc Toyota Rush này có phần nhỉnh hơn khi mà sở hữu các cái đường nét thiết kế, rồi những cái phần ốp nhựa giả da với những cái đường chỉ khâu như thế này, rồi với những cái viền mạ chrome ở đây, những cái điểm nhấn là những cái ô khối với những cái đường viền màu bạc thì sẽ giúp cho những người chủ sở hữu có thêm được những cái phần hài lòng hơn về cái ngôn ngữ thiết kế. Ở trên mẫu Toyota Rush thì cũng được trang bị một cái tính năng mà hiện tại ở trên các cái mẫu xe hiện nay như là Toyota Fortuner hay là Toyota Innova, Camry, Vios đều không có. Đó chính là cái phần đèn cảnh báo thắt dây an toàn ạ. Xe thì cũng được trang bị điều hòa tự động một vùng. Đây sẽ là cái điểm mà nhỉnh hơn đối thủ một chút. Xe cũng được trang bị một màn hình cảm ứng 7 inch ở đây. Đây cũng là một cái màn hình giao diện mới của Toyota. Trước đây thì những cái mẫu xe như là Toyota Fortuner thế hệ trước này, rồi là Toyota Innova, rồi tất cả những mẫu xe của Toyota thì thường sẽ được trang bị một cái màn hình cảm ứng hoặc là cái đầu DVD của Pioneer hoặc những cái hãng sản xuất thứ ba khác. Nhưng mà ngày nay trên Toyota Rush thì đã được trang bị màn hình cảm ứng đầu DVD có logo, có dòng chữ thương hiệu của Toyota.
Vâng, xong cái bảng táp lô này thì có lẽ chúng ta sẽ cùng quay lại với vị trí vô lăng. Vô lăng của Toyota Rush thì được sở hữu một cái thiết kế khá mới so với cả những cái mẫu xe của Toyota hiện nay. Được điểm xuyết bằng những cái phần ốp màu sơn bạc ở đây, trông cũng có phần đẹp hơn. Và ở đây thì xe được trang bị vô lăng bọc da với những cái đường chỉ khâu ở đây khá đẹp. Nhưng mà da này thì không được mềm lắm. Chúng ta cầm nắm vào, sờ vào thì nó vẫn hơi cứng. Đó, ban đầu thì tôi còn tưởng đây là vô lăng được bọc nhựa mềm cơ. Nhưng mà khi chúng ta nhìn kỹ vào đây thì đây là vô lăng bọc da nha các bạn. Đây là tấm che nắng ạ. Tấm che nắng với gương. Vâng. Và Toyota Rush thì đã được trang bị gương, khi mở lên thì đã có đèn tự động bật. Đây là cái điều rất hiếm hoi trước đây chúng ta tìm ở những cái mẫu xe Toyota. Wow. Và bây giờ thì cái chất liệu của cái tấm che nắng này yên tâm là sẽ không phải bằng bìa nữa rồi các bạn. Cái cũng có hộp đựng kính, gương chiếu hậu phía sau thì chúng ta vẫn phải chỉnh bằng tay. Khi chúng ta quay xuống cái vị trí ở bảng công suất trung tâm thì tôi sẽ dành ngay một cái lời chê dành cho chiếc Toyota Rush này, đó chính là cái cần số. Như các bạn có thể thấy ở đây. Vâng, một mẫu xe có cái kích thước cũng không hề nhỏ nhưng mà lại sở hữu một cái cần số bé bé xinh xinh, với cái phần cần nối ở đây trông nó hơi đơn điệu và trông hơi mỏng manh. Bù lại thì cái khu vực cần số này thì có một cái thiết kế rõ ràng, sáng sủa, rất dễ nhìn. Xe cũng được trang bị chế độ số 3, số 2 và chế độ L để chúng ta leo dốc. Và ghế lái, ghế phụ và tất cả các ghế thì đều chỉnh cơ. Ghế lái thì tôi đoán chắc là được chỉnh cơ 6 hướng. Chỉnh cơ 6 hướng ạ. Chúng ta có thể tiến lên, lùi xuống, lưng ghế rồi bơm ghế lên, ghế xuống. Nhưng chỉnh cơ ở trên vô lăng lại là một điểm trừ cho mấy Toyota Rush này. Bởi vì vô lăng của Toyota Rush thì chỉ được trang bị chỉnh gật gù thôi, không thể thò thụt được. Vâng, và bây giờ thì mời các bạn cùng tôi vào ngồi vị trí hàng ghế thứ 3. Với một thân hình cũng không hề nhỏ nhắn chút nào như tôi thì chắc chắn là tôi không thể thích cái hàng ghế thứ 3 của chiếc Toyota Rush 5+2 này rồi. Bởi vì như tôi đang ngồi ở vị trí này thì tôi thấy là phần lưng ghế đang hơi đứng. Và cái phần đầu gối của tôi, nếu mà hàng ghế thứ 2 mà không dịch chuyển lên một chút nữa thì đầu gối của tôi đã chạm vào lưng của hàng ghế thứ 2. Và chắc chắn là nếu mà cái ghế nỉ như thế này thì chúng ta tì cái phần đầu gối chúng ta vào đây, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái lưng của hàng ghế thứ nhất, sẽ hơi khó chịu một chút. Bây giờ tôi sẽ ngồi sát vào đây để kiểm tra. Toyota Rush thì sở hữu cái tên mà mọi người vẫn thường gọi Việt danh là Tiểu Fortuner. Và tôi thấy cái câu Tiểu Fortuner này khá là đúng đối với cái mẫu xe Rush này. Cái kiểu thiết kế ở cái vẻ bề ngoài cũng như là cái cảm giác lái, cảm giác vận hành thì đều khá giống. Chúng ta vẫn sẽ có một chiếc xe cao ráo, gầm cao, máy thoáng nhưng lại có đôi chút bồng bềnh. Cái gì đó rất Toyota. Nhưng mà chỉ là giống với cả Fortuner trước đây thôi. Còn Fortuner thế hệ hiện tại thì đã được cải tiến, cải thiện rất nhiều. Chúng ta chạy chúng ta sẽ cảm nhận nó chắc chắn hơn. Nhưng Toyota có một ưu điểm, mà chính cái ưu điểm này đã giúp cho Toyota khá thành công ở thị trường Việt Nam. Đó chính là cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu, sự bền bỉ của động cơ và cái cảm giác vận hành. Những người ngồi trên xe đã thấy được cái độ êm ái của hệ thống treo. Bây giờ thì có lẽ tôi sẽ tăng tốc cái mẫu Toyota Rush này lên một chút. Toyota Rush thì sở hữu cái động cơ 1.5 lít. Mà động cơ này sản sinh cho chúng ta cái công suất là 104 mã lực và 139 Nm. Bây giờ thì tôi sẽ cùng tăng tốc với chiếc xe này. Ở những cái nước ga đầu khi mà chúng ta tăng tốc thì động cơ dội vào khoang lái khá lớn, cả cái độ ù và cái độ gằn của động cơ, cái sự cách âm giữa khoang lái và khoang động cơ thường tốt. Các bạn thấy tôi đang chạy vận tốc khoảng 80 đến 90 km/h đi qua các cái mô cầu rất êm, phải nói là rất êm.
Toyota luôn luôn mang lại cho chúng ta một cái cảm nhận như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đánh lái hay vào cua một cái thì chúng ta sẽ thấy ngay được những cái nhược điểm của cái hệ thống treo êm ái này. Nó khiến cho cái xe có cảm giác bị bồng bềnh. Nếu ai đó mà khi mà tôi đang chạy vận tốc khoảng 70 km/h mà tôi đánh lái như vừa rồi thì chắc chắn là những ai đó ngồi trong xe ngay lập tức sẽ có cái cảm giác hơi lo sợ. Và tôi nghĩ là sẽ không nên chạy ở tốc độ cao, ở những cái giải tốc độ khoảng trên 80 km/h mà chúng ta chuyển làn gấp hay là chúng ta đánh lái gấp. Chúng ta nên giảm tốc độ xuống một chút, sau đó xử lý thì sẽ an toàn hơn và cái cảm giác nó tự tin chắc chắn hơn. Còn đương nhiên rồi, với Toyota Rush, đặc biệt là với những mẫu xe gầm cao, máy thoáng như thế này thì khi chúng ta chuyển làn nhanh, chuyển làn gấp, đa phần đều cho chúng ta cái cảm giác khá là bồng bềnh và có đôi chút lo sợ của những cái người ngồi ở những hàng ghế thứ hai và thứ ba, phải không ạ? Thì các bạn cũng hết sức lưu ý điều đấy. Và đối với cả Toyota Rush thì khi chúng ta di chuyển trên đường cao tốc thì chúng ta cũng sẽ thấy một cái nhược điểm nữa, đó chính là cái phần khả năng chống ồn. Khả năng chống ồn của xe ở hai phần bên kính, bên thân xe này thì chưa thực sự được tốt. Khi mà độ ồn, độ ù của gió ở bên ngoài lọt vào khá nhiều. Nếu chúng ta di chuyển những quãng đường dài chừng 200 km đổ lại thì chắc chắn là chúng ta sẽ, những người ngồi trong xe sẽ có cái cảm giác hơi khó chịu. Và còn một cái trang bị nữa mà tôi muốn nhắc đến của chiếc Toyota Rush này, đó chính là cái hệ thống ga tự động cruise control ở trên vô lăng là chưa được trang bị. Đây là một cái điểm trừ khi mà chúng ta đem ra so sánh với cả đối thủ trực tiếp trong cùng phân khúc. Và với cái mức giá bán hiện tại nhà sản xuất đang công bố là 668 triệu, cũng chỉ có duy nhất một phiên bản thôi, đó chính là phiên bản 1.5 AT số tự động, đi kèm con số tự động 4 cấp ạ. Thì các bạn thấy sao về mẫu xe này ạ? Các bạn nhớ comment ngay phía dưới video này. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã khá dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.